Xin chào các anh chị và các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ quay cho các anh chị và các bạn xem một chiếc xe Fortuner máy dầu số sàn. Xe này biển số thành phố nhé các anh chị các bạn. Một chiếc xe màu bạc Fortuner máy dầu số sàn, sản xuất năm 2019. Thì bây giờ mình sẽ quay chi tiết cho các chị và các bạn tổng quan, các anh chị và các bạn đánh giá chiếc xe này nhé. Xe này thì bên mình đang chào giá bán là 880 triệu nhé các chị các bạn. Máy dầu số sàn rất là tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp với tất cả những cái anh chị nào mà có thể là xe gia đình cũng được, hay đi xa đấy, và có thể là cho những anh gọi là chạy dịch vụ thì cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu nha các chị các bạn. Đây, xe này thì còn rất là mới nha các chị các bạn, 2019 mà đèn còn rất là sáng đấy, 2 năm thì không ăn thua gì hết, đèn rất là sáng. Đây này, ga lăng các thứ gì, nói chung là nước sơn của cái xe này á còn tầm khoảng 95-96% nha các chị các bạn. Màu bạc rất là đẹp. Rất là đẹp. Đèn đóm các thứ gì vẫn còn sáng choang à. Nó chỉ có chảy sơ sơ, sơn dặm sơ sơ ở cản trước cản sau thôi. Còn về sơn thì không khung gầm các thứ gì không vấn đề gì cả. Bao nguyên bên này bao các anh chị các bạn về vấn đề đó nha các chị bạn. Không đâm đụng, không ngập nước, chưa giã máy. Chưa đại tu hợp số các thứ gì, các kiểu là chưa làm cái gì hết. Nói chung là vẫn còn nguyên bản nha các chị bạn. Tất cả còn nguyên bản, nó chỉ có mỗi là cản trước cản sau thì có thể là sơn dặm một đôi chút chút thôi, không vấn đề gì cả. Đây. Mâm này anh chị các bạn. Mâm xe cái này là mâm xe 17 inch. Vỏ xe thì cái này bốn vỏ theo xe nha các chị các bạn. Bốn vỏ theo xe, đây này. Tuần 15/2019. Vỏ thì nói chung là mới chạy được 65.000 km, thực ra thì cũng không còn phải là sâu, nhưng mà vẫn còn tốt như các chị bạn, chưa phải thay đâu. Cứ chạy thôi. Đây các chị có xem boong cửa này các chị bạn. Rất là đều như các chị bạn. Xe này thì bên mình có hỗ trợ ngân hàng nha các chị bạn. Xe 2019 thì mình có thể vay được 70% xe nha các chị bạn. 70% xe mà vay trong 6 năm, tối đa là 6 năm nha các chị bạn. Xe thì bên mình bán thì bao quay đầu nha các chị bạn. Khi nào các chị các bạn mà chạy mà không muốn nữa, muốn lên đời các thứ thì cứ quay lại đây, bên mình sẽ mua lại với cái giá tốt nhất cho các chị bạn. Đây. Mình quay sùng chỉ các chị các bạn cùng xem nhé. Đây. Đấy, ốc cánh cửa này. Chưa có dấu hiệu gì mở ra nha các chị bạn. Đây sùng chỉ đây. Sùng chỉ này. Đó, không mất một ly nào đâu các chị bạn. Bên mình cam kết trên giấy tờ luôn. Đây. Tắp bị cửa này. Đấy. Rất là đẹp nha các chị bạn. Đây, mình xem cái ô đô nhá. Đây. Xe này chạy được 67.000, 67.000 các chị các bạn. 67.000. Đây này, các chị các bạn, là cái vô lăng thì chủ xe cũng bọc lại rồi, đâm ra là nói chung là nó không có mòn biết gì đâu. Đây, cần số đây. Cần số thì không có bọc biết gì nhá. Nó vẫn còn nó chưa có mòn các chị bạn nhá. Xe này thì không có gì cả đâu. Nói chung là về option thì không có gì hết. Máy lạnh thì máy lạnh cơ. Nói chung là số sàn mà thì nó chỉ có thế thôi. Ghế là ghế nỉ nhá các chị bạn. Ghế nỉ. Xe thì số sàn, hai chế độ lái Eco Power.
nói chung là không có gì hết. Dạ, đấy. Đây, mình coi cái mức tiêu hao nhiên liệu là cái như bạn này. Đây, ngoài đô thị là 6,2 lít, trong đô thị là 8,7 và kết hợp là 7,2. Nói chung là xe này thì được cái là cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu các chị bạn. Rất là phù hợp cho những cái anh chị nào mà chạy dịch vụ á. Rất là ok các chị bạn. Dạ, cực kỳ tiết kiệm luôn. Đấy. Đây, hàng ghế sau này các chị bạn. Hàng ghế sau thì nói chung là hàng ghế thứ ba thì lại gấp lên rồi. Đấy các chị các bạn. Rất là rộng rãi các chị bạn. Đấy. Đây, tắp bi cửa đây. Đấy. Thùng chỉ là cái gì các bạn này. Đó. 880 triệu cho một chiếc xe Fortuner máy dầu số sàn. Nói chung là nó hợp lý cái gì các bạn ạ. Dạ. Đây. Form xe là cái gì các bạn này. Đấy, đèn sau rất là đẹp nha các chị các bạn nhá. Dạ. Đây này. Cái máy dầu thì cái thanh này nó là sơn theo xe này các chị các bạn này. Đấy, thì máy xăng á hoặc là số tự động máy dầu á thì nó lại là mạ chrome. Dạ. Đây, hàng ghế sau thì gập xuống như này các chị bạn này. Các chị các bạn nào mà không sử dụng hàng ghế sau á thì cứ gập lại như thế này. Gập lên được nữa. Đấy, có thể là gập lên trên được nữa, treo lên có thể để đồ rất là nhiều các chị bạn ạ. Dạ. Đây, ốc cốp đằng sau các chị bạn này. Đó. Đây, dấu chấm hàn các thứ nhá. Đấy. Nguyên bản, nói chung là tất cả là nguyên bản. Đấy. Đây, sùng chỉ đấy các chị bạn này. Nó hơi chói, mình quay ở ngoài nắng đó các chị bạn ạ. Đó, nói chung là chỉ sùng chỉ các thứ gì là không mất một ly nào ấy các bạn. Đây, ốc cốp sau đây. Bên này này. Đấy. Không mất một ly nào đâu các chị bạn nhá. Dạ, bên mình cam kết trong giấy tờ luôn. Dạ. Đấy, tất cả các hạng mục không đâm đụng, không thủy kích, chưa đại tu máy, chưa giã máy ra, chưa giã máy hộp số các thứ thì chưa hết. Nói chung là còn nguyên bản các chị bạn. Dạ. Đấy. Đây, thùng chỉ này các chị bạn này. Đấy. Quay chi tiết cho các chị các bạn cùng xem. Để có thể là một số những anh chị ở xa thì có thể xem rồi bắt đầu là thích thì thương lượng giá qua điện thoại rồi chuyển cọc thôi. Chuyển cọc thì có thể là bên mình, nếu mà ở xa bên mình có thể giao xe tận nhà luôn các chị các bạn ạ. Dạ. Đấy. Bây giờ mua bán nó dễ lắm các chị các bạn, đơn giản. Dạ. Đây, thùng chỉ các chị các bạn này. Vấn đề máy chạy đấy các chị bạn ạ. Nói chung là rất là êm đấy. Xe nó chạy máy dầu, chạy xe Fortuner. Nói chung là chạy thì vừa tiết kiệm nhiên liệu này, vừa đi bảo dưỡng, bảo trì bảo dưỡng thấp này. Đấy. Rất là hợp lý các chị bạn ạ. Cái xe này cực kỳ hợp lý. Rồi, mình mở phong máy cho các chị bạn cùng xem nhé. Dạ đây. Đây các anh chị các bạn cùng xem khoang máy này. Nói chung là máy còn mất rất là mới nhé các chị bạn, 2019 mà. Đấy, máy đang chạy á, rất là êm các chị bạn. Đấy. Đang mở máy luôn, trong cũng mở máy lạnh luôn, máy lạnh đang chạy này. Đấy, ốc nó vẫn còn long lanh bảy màu như các chị bạn nhé. Đấy. Đây, mình xem cái ốc cabo trước đi. Đấy, ốc cabo này các chị bạn nhé. Chưa có dấu hiệu gì mở nhé. Đây, sùng chỉ đây. Đó. Nó hơi chói một tí các chị bạn thông cảm nhé. Dạ. Đó. Xe máy dầu thì rất là bền bỉ các chị bạn ạ. Dạ. Rất là bền bỉ với thời gian. Đây, ốc capo đây. Đấy. Đây này, máy này. Đấy, cụm ABS này. Đấy, khung xương này các chị bạn này. Đó, mình quay thật kỹ cho các bạn cùng xem nhé. Nói chung là đấy, rất là kỹ càng. Chỉ các bạn là chỉ cần
thương lượng giá rồi lên là đi thử xe là có thể là mình mang xe về thôi. Đấy, khung xương là vẫn nguyên nhé anh chị bạn ạ, không có bị móp méo gì hết nhé. Đấy, ốc này đây này, ốc két nước các thứ này vẫn còn chấm xanh chấm đỏ này các chị bạn này. Đấy, sơn của nhà máy đó, nói chung là nguyên zin, máy nguyên bản này các chị bạn này. Mình quay cái chuyện các chị các bạn cùng xem, nhưng mà nói chung là mình vẫn bao trên giấy tờ là bao hết những cái gì bạn ạ. Đấy, trên giấy tờ là bao hết những cái gì bạn. Yeah. Đấy, rất là đẹp cái gì bạn này. Đây, cái đèn vẫn còn sáng long lanh nha cái gì bạn này, đèn zin 100% theo xe như cái gì bạn nhỉ. Cái xe đèn mà đi nhiều nó sẽ mờ, nó sẽ vàng cái gì bạn. Đấy. Rồi ok, anh chị các bạn nào mà thích chiếc xe này á thì hãy liên hệ với mình nhé qua số điện thoại để mình tư vấn thêm nhé, hoặc là đến 806 quốc lộ 13 phường Hiệp Bích Bình Phước Thủ Đức để mình coi xe nha các chị bạn này. Đấy, coi xe thì có thể mình làm giá là mình đấy các chị các bạn thấy không, mình vào trong xe này cái cách âm của nó cũng rất là tốt nha các chị bạn ạ. Dạ. Đấy, các chị các bạn xem kênh thì vui lòng ủng hộ mình bằng cách là bấm đăng ký giúp mình nhé, bấm đăng ký và ấn vào cái chuông để nhận được những cái video tiếp theo. Dạ. Nếu như mà các chị bạn nào á mà có người quen thì giới thiệu bán được á thì mình cũng gửi tiền cà phê các anh chị nhé. Dạ. Đây là một chiếc xe máy dầu số sàn Fortuner, máy dầu số sàn. Đấy, đời 2019. Đi được 67.000 km. Đấy, bên mình chào giá là 880 triệu nhé. Giá này thì vẫn còn thương lượng một chút xíu nữa anh các anh chị bạn nhé. Cứ đến 806 quốc lộ 13 để thương lượng giá thôi. Dạ thôi. Ok. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nhé. Xin chào ạ. Dạ.